Kính chào và cảm ơn quý vị đã chọn kênh HKTV để theo dõi tin tức Đông Tây phát sóng trực tiếp vào lúc 6 giờ mỗi ngày. Hôm nay thứ Sáu ngày 8 tháng 9 năm 2017, mời quý vị cùng điểm qua nội dung chính có trong chương trình. Vụ án VN Phạc Ma, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương thanh tra việc cấp phép. Lực lượng chức năng Hà Tĩnh vừa bắt quả tang một đối tượng vận chuyển 10 kg ma túy đá từ Lào về Việt Nam. Quảng Nam thành lập khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi. Giá cá tra Việt Nam vào Mỹ tăng lên 90.000 đồng một ký do chịu phí kiểm tra. Siêu bão Ima tiếp tục tàn phá nhiều khu vực Caribe, số người thiệt mạng đã tăng lên con số 10. Cảnh báo nguy cơ tin tặc tấn công mạng lưới điện ở Mỹ và châu Âu. Thưa quý vị, theo thông tin chúng tôi vừa nhận được, chiều ngày 7 tháng 9, tại căn nhà cũng là quán kinh doanh ăn uống Ngoại Tôi nằm cạnh quốc lộ 1A, xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình do một người tên Thủy làm chủ, bất ngờ phát ra tiếng nổ lớn. Liền sau đó, người dân xung quanh thấy có lửa bốc lên từ bên trong, rồi vài phút sau khói lửa bao trùm toàn bộ căn nhà. Nhận tin báo của người dân, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Bạc Liêu đã điều 4 xe chuyên dụng và nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp với lực lượng công an huyện Hòa Bình ứng cứu. Theo người dân địa phương, thời điểm xảy ra cháy, thời tiết khô ráo, có gió lớn, cộng với bên trong căn nhà có nhiều vật dụng dễ cháy nên lửa cháy lan rất nhanh. Gần 1 giờ sau, lực lượng chức năng mới khống chế, dập tắt được đám cháy. Nguyên nhân của vụ cháy có thể do nổ bình ga trong nhà của chị Thủy. Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại lớn về người, chỉ có một người bị thương, chưa xác định được danh tính, ngay sau đó được đưa đi cấp cứu. Thưa quý vị và các bạn, vụ án 9.300 hộp thuốc H. Capita dùng trong điều trị ung thư không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, bị công ty VN Phạc Ma nhập về, được đưa ra xét xử, thực sự là một cú sốc với toàn xã hội. Chưa khi nào công tác quản lý nhà nước về thuốc chữa bệnh lại được quan tâm như lúc này, khi đi kèm với đó là sự sụt giảm niềm tin của người dân về công tác điều trị. Để làm sáng tỏ những bức xúc trong dư luận, Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng, yêu cầu thanh tra việc cấp phép nhập khẩu thuốc, cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc và việc trúng thầu cung cấp thuốc của công ty cổ phần VN Phạc Ma. Theo đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra việc cấp phép của Bộ Y tế phải thật nghiêm túc, nhất là khi liên quan tới sức khỏe của nhân dân. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu tiến hành thanh tra việc cấp phép nhập khẩu thuốc và cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc đối với 7 loại thuốc cho công ty Helix Canada sản xuất và việc trúng các gói thầu cung cấp thuốc cho các bệnh viện của công ty cổ phần VN Phạc Ma trước khi xảy ra vụ án. Báo cáo Thủ tướng trước ngày 31 tháng 12 năm 2017. Bên cạnh vụ án được xem là bất nhân nhất thu hút sự quan tâm của nhiều người, thì phiên tòa xét xử vụ án Hà Văn Thắm và các đồng phạm trong vụ án sai phạm xảy ra tại Ocean Bank, tiếp tục phần thẩm vấn của các luật sư và hội đồng xét xử cũng được quan tâm không kém. Trong diễn biến mới nhất của vụ án, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, nguyên tổng giám đốc Ocean Bank, thừa nhận có nhận tiền từ Hà Văn Thắm để chăm sóc khách hàng. Liên quan đến việc công ty BSC sử dụng hơn 69 tỷ dịch vụ thu phí để chi lãi suất ngoài, Nguyễn Xuân Sơn, nguyên tổng giám đốc Ocean Bank cho rằng không có quan hệ gì với công ty BSC. Sơn không biết Thắm thành lập công ty và cũng không biết lập công ty để làm gì. Sơn cũng cho rằng mình không có thỏa thuận nào về việc thu phí dịch vụ ngân hàng qua công ty BSC. Hội đồng xét xử đặt câu hỏi với Nguyễn Xuân Sơn về những khoản tiền đã nhận. Theo Sơn, thời điểm làm tổng giám đốc Ocean Bank, bị cáo có nhận tiền từ Hà Văn Thắm để chăm sóc khách hàng. Còn tiền từ công ty BSC, 69 tỷ đồng chăm sóc khách hàng, bị cáo không biết. Sau nhiều ngày xét xử và nghị án, mới đây Tòa án Nhân dân TP.HCM chấp nhận một phần kháng cáo của ông Nguyễn Xuân Phú, phụ lái tàu trong tai nạn cầu Ghềnh năm 2011. Buộc Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Biên Hòa bồi thường cho ông 503 triệu đồng, tăng 154 triệu đồng so với án sơ thẩm. Và
Phán quyết được đưa ra sau khi hội đồng xét xử căn cứ vào tài liệu chứng cứ ông Phú cung cấp và luật bồi thường nhà nước, chấp nhận thêm các khoản chi phí đi lại khiếu nại trong quá trình điều tra, truy tố, chi phí gia đình thăm nuôi lúc ông Phú bị giam oan. Theo nội dung vụ kiện, tối ngày 6 tháng 2 năm 2011, ông Nguyễn Văn Túy, lái chính và ông Phú điều khiển tàu SA2 từ thành phố Hồ Chí Minh đi Bình Thuận. Đến gần cầu Gền, thấy đèn tín hiệu cho phép nên họ cho tàu chạy qua. Khi tàu vào đến nơi thì ông Túy phát hiện ô tô kẹt trong cầu nên hãm phanh, song không kịp. Tai nạn xảy ra khiến 2 người chết, 22 người bị thương. Nhưng sau khi xác minh, lỗi không phải do người lái, phụ lái trên tàu mà là do các nhân viên gác chắn. Thưa quý vị, còn thông tin công dân Việt Nam tên Nguyễn Quốc Phi bị bắn chết tại Đài Loan đang thu hút sự quan tâm. Ngày hôm nay, 7 tháng 9, trong buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng đã chính thức thông tin. Dân Nguyễn Quốc Phi thì đã đến Đài Loan và Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc đã phối hợp với các cơ quan chức năng của Đài Loan để hỗ trợ cho gia đình lo các thủ tục hậu sự cho nạn nhân. Văn phòng Văn hóa Kinh tế Việt Nam tại Đài Bắc đã làm việc trực tiếp với các cơ quan chức năng sở tại, đề nghị khẩn trương tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc. Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc sẽ tiếp tục theo dõi và phối hợp với sở tại trong quá trình điều tra và xử lý vụ việc, nhằm đảm bảo cái lợi ích, quyền và lợi ích chính đáng của công dân. Thưa quý vị, chiều qua Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cho biết đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng Sòng Dũng Hả sinh năm 1990, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, đang trên đường vận chuyển 10 kg ma túy đá từ Lào về Việt Nam tiêu thụ thì bị bắt giữ. Đối tượng Sòng Dũng Hả bị bắt khi đang cắt rừng để qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Giấy tang vật trên người gồm có một ba lô màu đen, bên trong đựng 10 kg ma túy dạng đá, hai điện thoại di động và một số giấy tờ tùy thân. Bước đầu, tại cơ quan điều tra, đối tượng Sòng Dũng Hả khai nhận vận chuyển số ma túy trên cho một người đàn ông ở tỉnh Bô Lê Khăm Say đưa về Việt Nam để giao hàng với giá 10 triệu tiền kiếp Lào. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Chính từ sự nông cạn của trẻ nhỏ, không biết suy nghĩ thấu tình đạt lý, mà mới đây một sự việc đau lòng xảy đến ở Nghệ An. Ba em nhỏ vì lo sợ bị bố mẹ trách phạt do trộm đồ chơi của các em học sinh mầm non đã rủ nhau vào rừng ăn lá ngón và nhận một cái kết đau lòng. Các nạn nhân đều 8 tuổi, học lớp 3 và là họ hàng với nhau. Một em do ăn nhiều bị ngộ độc nặng nên đã tử vong. Hai em còn lại đã qua cơn nguy kịch và đang được các y bác sĩ tiếp tục theo dõi điều trị. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã cho biết sau ngày khai giảng, sáng ngày 6 tháng 9, giáo viên mầm non ở điểm trường này là trường tiểu học và trường mầm non một chỗ phát hiện bị mất đồ chơi. Khi các cô đến lớp tiểu học hỏi có ai lấy đồ chơi của các em mầm non thì trả lại. Ba em Dìa, Sồ và Trê đứng dậy thừa nhận lấy. Cô giáo cho biết sẽ báo cáo lên trưởng bản và phụ huynh của các em. Lo sợ bị bố mẹ trách phạt, ba học sinh này rủ nhau vào rừng ăn lá ngón tự tử. Chuyển sang các thông tin về tình hình mưa bão hiện nay. Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Yên Bái, mưa lớn kéo dài gây ngập úng cục bộ trên nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Yên Bái trong ngày hôm qua 7 tháng 9. Tình trạng ngập úng cục bộ khiến cho 86 hộ dân ở Yên Bái bị ảnh hưởng nặng nề. Nhiều diện tích lúa, hoa màu và ao cá cũng bị thiệt hại do mưa lớn. Tại các điểm xảy ra sự cố, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các xã phường đã có mặt kịp thời, huy động lực lượng giúp cho các hộ dân di dời tài sản đến nơi an toàn. Đồng thời, ban cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan tiến hành các biện pháp tạm thời để khắc phục tình trạng ngập úng tại các tuyến đường sau mưa lũ. Thưa quý vị, đây là cây cầu tại kênh Già Trời thuộc ấp Phú Khởi, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Cách đây không lâu thì một khán giả đã từng thông tin đến Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang qua đường dây nóng 0293 358 3399, phản ánh đây là lối đi chính của hơn 50 hộ dân, nhưng cầu đã xuống cấp trầm trọng gây khó khăn cho người dân. Thực tế tìm hiểu, phóng viên đài đã có ghi nhận và phát sóng trong chương trình Thời sự Hậu Giang vào ngày 11 tháng 3 năm 2017. Vậy sau phóng sự này, cây cầu Già Trời hiện như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi.
Đây là hình ảnh mà chúng tôi đã từng ghi nhận. Cầu Già Trời thuộc ấp Phú Khởi, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp vào tháng 3 năm 2017. Sau nhiều lần được chính quyền địa phương tu sửa, cầu vẫn xuống cấp trầm trọng. Trong khi đó, bà con kênh Già Trời không thể xây cầu mới vì thiếu kinh phí. Còn đây là cầu Già Trời 6 tháng sau. Bà con ở đây đang rất vui mừng vì đã được khởi công xây mới. Được biết, sau khi đài phát thanh và truyền hình tỉnh Hậu Giang phát sóng, thì ngay sau đó, Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp đã gửi thư ngỏ đến các công ty doanh nghiệp kêu gọi giúp đỡ. Cuối cùng, nỗ lực nào cũng được đền đáp. Một mạnh thường quân tại xã Thạnh Hòa kết hợp cùng nhóm mạnh thường quân ở thành phố Hồ Chí Minh đã ủng hộ 260 triệu đồng. Cầu Kinh Già Trời thì khởi công cách nay khoảng 3 ngày. Như vậy thì qua nhiều đợt đi vận động mạnh thường quân thì cũng rất may được anh em ở mạnh thường quân kết hợp lại thì bắt cầu này. Có thì cái khoảng thời gian sớm cái cầu này cho rồi thì khoảng tháng rưỡi. Theo lãnh đạo xã Thạnh Hòa, tổng kinh phí để xây mới cầu bê tông dài 25m, rộng 2,5m này là 270 triệu đồng. Dự kiến khoảng giữa tháng 10 năm 2017 sẽ hoàn thành. Nhưng vì các mạnh thường quân muốn người dân cùng góp thêm công sức để có ý thức bảo quản, nên phần chi phí xây dựng móng cầu còn lại sẽ cho bà con cùng đóng góp, ước tính khoảng 10 triệu đồng. Bắt được cây cầu này thì cái phần thứ nhất là về bắt được cây cầu để cho lưu thông. Cái thứ nhất là hàng hóa rồi đi lại. Thứ hai nữa là liên ấp, con em học sinh đó sẽ thuận tiện cho vấn đề đi lại, tránh cái đường quốc lộ giao thông an toàn về cái tham gia giao thông. Theo như cá nhân tôi và cả cái hai ba ấp Cầm Du 1, Cầm Du 2, Cầm Du 3 và cái ấp Phú Khởi này thì rất mừng, bởi vì hồi nào giờ mình không có được cái cầu để mà nó đẹp như vậy để mình đi để an toàn nữa. Bây giờ có được cầu vừa mình rồi vừa bà con cháu học nó đi lại thuận tiện, không phải là niềm vui hết chứ là vui luôn. Ước mơ lâu lắm rồi mới được, hôm nay mới được cái cầu. Giờ đây, ước mơ về một cây cầu vững chắc của người dân ở kênh Già Trời đã thành hiện thực. Nhịp đôi bờ được nối không chỉ giúp bà con lưu thông dễ dàng, tạo thêm điều kiện để phát triển kinh tế, mà cầu Già Trời còn biểu trưng cho sự đồng cảm của tấm lòng tương thân, tương ái. Việc có được một cây cầu kiên cố vững chắc giúp người dân vô cùng phấn khởi và biết ơn các cấp lãnh đạo mạnh thường quân đã quan tâm giúp đỡ. Mong rằng trong thời gian tới, nhiều cây cầu như thế này sẽ được mọc lên để mà cuộc sống của người dân bớt đi phần nào sự khó khăn nhọc nhằn và yên tâm lao động sản xuất, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Thưa quý vị, sáng qua, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh đã khởi công xây dựng công trình cầu qua đảo Kim Cương nằm trên địa bàn quận 2. Đây là công trình quan trọng tạo nên một hướng lưu thông mới, góp phần giảm ùn tắc cho khu vực xung quanh cảng Cát Lái, một trong những điểm nóng về ùn tắc tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo thiết kế, cầu qua đảo Kim Cương có chiều dài 837m, rộng 27m, gồm 4 làn xe, được xây trên trục đường ven sông Sài Gòn, nối khu dân cư Thành Mỹ Lợi vào đảo Kim Cương với tổng mức đầu tư khoảng 500 tỷ đồng từ vốn ngân sách thành phố. Công trình dự kiến hoàn thành trước ngày 30 tháng 4 năm 2018. Dự án sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ hình thành một hướng lưu thông mới cho các loại xe qua hướng Mai Chí Thọ kết nối với đường vành đai 2 qua cầu Phú Mỹ, đồng thời góp phần giảm ùn tắc trên đường Đồng Văn Cống và khu vực quanh cảng Cát Lái. Dự án cũng sẽ góp phần chỉnh trang đô thị, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, phát triển đô thị cho khu vực. Để giải quyết khẩn cấp việc tàu thuyền của người dân ra vào cảng cá Đồng Tác, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên được thuận lợi an toàn trong mùa mưa bão sắp tới, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên đã cho phép các đơn vị có liên quan tiến hành nạo vét thông luồng vào cảng cá Đồng Tác. Việc nạo vét thông luồng được tiến hành theo hướng xã hội hóa do Ủy ban Nhân dân thành phố Tuy Hòa làm chủ đầu tư. Mục tiêu của dự án nhằm đảm bảo cho tàu thuyền của người dân ra vào cảng cá Đồng Tác và tránh trú được bão an toàn. Quy mô và khối lượng được xác định cụ thể là chiều dài tuyến nạo vét 700m, độ sâu 3m25, tổng khối lượng thực hiện nạo vét hơn 132.000 m3. Vị trí và khối lượng nạo vét này đã được đánh giá tác động môi trường. Thời gian thực hiện thi công bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 20 tháng 10 năm 2017. Cửa biển Đà Diễn là nơi ra vào của hơn 600 tàu công suất lớn, trên 90 mã lực của ngư dân thành phố Tuy Hòa.
Do bị bồi lấp nặng, những con tàu trị giá hàng tỷ đồng có thể bị mắc cạn, bị sóng lớn đánh chìm, hư hại nặng nề. Từ một phế tích bị lãng quên đã nhiều năm, đền Thủy Trung Tiên được phục dựng thành một di tích tín ngưỡng khang trang trên hòn đảo giữa mặt hồ Trúc Bạch thơ mộng. Đền mới được khánh thành sau 2 năm phục dựng, nằm trên một đảo nhỏ ở góc phía bắc hồ Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội. Đền còn có tên gọi khác là Thủy Trung Từ hay là đền Cẩu Nhi. Theo một tích xưa truyền lại, nơi đây từng có một di tích do vua Lý Công Uẩn cho xây để thờ cặp chó mẹ, chó con Thành Thuần. Chó con khi sinh ra, trên lông có những đốm ghép lại thành chữ Thiên Tử, ứng với việc vua Lý Công Uẩn lên ngôi. Với việc phục dựng đền Thủy Trung Tiên, không gian thơ mộng quanh hồ Trúc Mạch và đường Thanh Niên có thêm một di tích tín ngưỡng. Bên cạnh hai di tích nổi tiếng là đền Quán Thánh và chùa Trấn Quốc. Thưa quý vị, rừng tự nhiên ngày càng bị thu hẹp, ảnh hưởng đến nơi sống của các loài động vật. Tình trạng săn bắn buôn bán ngà voi ngày càng có chiều hướng gia tăng và khó kiểm soát. Dạ, Minh Thiện cũng như là quý khán giả có biết không, tại Quảng Nam thì Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tổ chức lễ công bố quyết định xác lập khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi tại Quảng Nam. Và được biết sự ra đời này có ý nghĩa rất đặc biệt quan trọng trong bối cảnh mà nhiều loài động thực vật trên thế giới cũng như là Việt Nam đang phải đối diện với nguy cơ tuyệt chủng. Khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi Quảng Nam có diện tích gần 19.000 ha, nằm trên địa bàn hai xã Quế Lâm và Phước Ninh thuộc huyện Đông Sơn. Qua điều tra khảo sát của Tổng cục Lâm nghiệp và Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam cho thấy có ít nhất 7 cá thể voi đang sinh sống tại đây. Qua phân tích các hình ảnh cho thấy quần thể voi ở đây có cấu trúc đàn khá hoàn chỉnh và hiện đang sinh trưởng tốt. Khu bảo tồn loài và sinh cảnh voi Quảng Nam nằm trong khu vực triển khai dự án Trường Sơn Xanh. Việc đầu tư hỗ trợ của dự án sẽ góp thêm nguồn lực để khu bảo tồn thực hiện có hiệu quả hơn các hoạt động bảo tồn loài và sinh cảnh voi, cũng như hỗ trợ phát triển sinh kế cộng đồng. Từ ngày 1 tháng 11 năm 2017, thành phố Hồ Chí Minh bỏ điều kiện hộ khẩu khi tuyển công chức viên chức. Bình Dương, 900 hecta chuối chầu tiếng không những được tiêu thụ nhiều trong nước mà còn bay sang nước ngoài. Giá cá tra Việt vào Mỹ tăng lên 90.000 đồng một ký do chịu phí kiểm tra. Mới đây, thành phố Cần Thơ đã ban hành bộ quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp khối nhà nước. Trong đó có quy định nam nữ công chức viên chức không mặc áo thun, quần jean các loại khi đi làm. Bộ quy tắc này trước khi ban hành đã được lấy ý kiến thăm dò rộng rãi và đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ người dân và cán bộ công chức ở thành phố Cần Thơ. Quy định này bước đầu đã nhận được sự đồng tình của một bộ phận cán bộ công chức. Tuy nhiên, cũng có ý kiến không đồng tình với quyết định này bởi ngoài đồng phục theo quy định, quần jean, áo thun là một lựa chọn của nhiều viên chức ở độ tuổi thanh niên, trung niên. Nếu áp dụng theo bộ quy tắc của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, những người này phải tốn thêm chi phí để mua trang phục mới. Dù còn nhiều tranh cãi, trong những ngày qua, cán bộ công chức ở thành phố Cần Thơ đã thực hiện theo bộ quy tắc ứng xử này bởi kèm theo bộ quy tắc còn có cả chế tài xử lý. Trước câu hỏi Trung ương không có quy định nào cấm cán bộ công chức mặc quần jean và áo thun khi đi làm, lãnh đạo Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ nói rằng chuẩn mực cán bộ thì phải thực hiện căn cơ, bài bản, mặc dù chính phủ không quy định. Quy tắc ứng xử Trung ương giao địa phương tự làm nên có thể địa phương không nơi nào giống nơi nào vì chưa có khung chung cho cả nước. Cho rằng công ty có hành động thiếu tình người, đưa ra quy định vô lý và có lời lẽ xúc phạm người lao động, gần 6.000 công nhân của một công ty may ở Thanh Hóa đã đình công để phản đối. Sự việc trên xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn SNS Vina Thạch Thành, đóng tại xã Thành Tâm, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa, từ ngày 6 cho đến trưa ngày 7 tháng 9. Theo phản ánh của các công nhân,
Sau khi ăn cơm trưa vào ngày 6 tháng 9, công nhân đã dùng các tấm vải cũ để che hàng lót xuống sàn ngồi nghỉ trưa. Nhưng lãnh đạo công ty đã cho người xuống thu các tấm vải lại và nói với các công nhân muốn nghỉ thì nằm xuống sàn gạch, không được lót vải. Bức xúc vì cho rằng phía công ty không có tình người, cho nên hơn 2.000 công nhân xưởng 1 của công ty đã đồng loạt nghỉ việc, tập trung ra sân đình công. Sau đó, gần 4.000 công nhân các xưởng 2 và 3 cũng đồng loạt nghỉ việc, tập trung kiến nghị với công ty phải thực hiện một số chính sách, thay đổi quy định được cho là gây khó khăn cho người lao động. Bộ Tài chính đang lấy ý kiến các bộ, cơ quan ngang bộ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về dự thảo thông tư sửa đổi thông tư số 215, quy định về mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp. Cụ thể, dự thảo 215 điều chỉnh giảm mức thu lệ phí đăng ký thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp từ 200.000 đồng xuống còn 100.000 đồng một lần. Giảm mức thu phí cung cấp thông tin doanh nghiệp theo tài khoản từ 125 bảng một tháng trở lên, từ 5 triệu đồng xuống còn 4 triệu rưỡi một tháng. Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa quyết định bãi bỏ một số quy định trong tuyển dụng viên chức công chức tại cơ quan đơn vị trực thuộc. Đáng chú ý nhất là việc quỷ điều kiện có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh khi tuyển dụng công chức. Kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2017, thành phố Hồ Chí Minh sẽ bỏ yêu cầu bản sao hộ khẩu thường trú trong hồ sơ dự tuyển viên chức. Ngoài ra, người lao động không có học hàm giáo sư, phó giáo sư, bằng tiến sĩ, thạc sĩ hay tốt nghiệp đại học loại giỏi xuất sắc vẫn có thể ứng tuyển nếu đáp ứng đủ tiêu chí nhà tuyển dụng đưa ra. Thành phố cũng quỷ điều kiện có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh khi tuyển dụng công chức. Hồ sơ ứng viên không cần có bản sao giấy khai sinh và hộ khẩu thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Trước đây, thành phố quy định ứng viên dưới 35 tuổi đăng ký dự tuyển công chức vào những vị trí thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ. Nếu không có hộ khẩu thường trú tại thành phố thì phải đáp ứng một trong những tiêu chuẩn: tốt nghiệp thủ khoa tại cơ sở đào tạo đại học trong nước, tốt nghiệp đại học sau đại học loại giỏi xuất sắc ở nước ngoài hoặc có bằng tiến sĩ. Thưa quý vị, tuy đã qua cái tuổi thất thập cổ lai hy, nhưng từ hơn 10 năm trước, ông Mai Văn Phước, 82 tuổi, ngụ khóm Mỹ Phú, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, đã ngày ngày miệt mài chả đường giúp người dân đi lại thuận tiện. Ông làm việc với mong muốn giúp ích cho xã hội mà không cầu lợi cho riêng mình, khiến cho nhiều người phải cảm phục. Sau đây là những hình ảnh và thông tin cho khán giả vừa gửi đến chương trình. Với chiếc xe Honda cà tàng, hễ nghe ai thông tin có đường hư là ông lên đường ngay. Sau đó, ông đi xin nhựa đường về nhà đạp chuyển và phơi nắng rồi chuẩn bị bộ đồ nghề để giá. Nhiều người thấy ông cần cù giá đường giữa buổi trưa nắng gắt nên nhiều lần ngỏ ý cho tiền bồi dưỡng, nhưng ông kiên quyết từ chối với câu trả lời: "Tôi làm vì tấm lòng, không làm để nhận tiền của bất cứ ai." Ngoài việc giá đường, mỗi tháng ông Bảy Đèo còn cung cấp khoảng 150kg gạo cho 15 hộ nghèo tại địa phương. Đó là chưa kể những lần ông trợ cấp tập sách, quần áo cho học sinh mồ côi. Thưa quý vị, tiếp nối những thành công của các lần tổ chức trước đây, chương trình Trong Chống Hồng lần thứ 5 được tổ chức với thông điệp Gọi Gió Đón Yêu Thương, cùng với 1.000 người tham gia hiến máu trong ngày chính hội, hứa hẹn sẽ thực sự trở thành một chương trình mang đến yêu thương và sự sống cho các bệnh nhân. Chương trình năm nay đặc biệt có ý nghĩa, không chỉ góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm máu vào dịp hè mà còn cung cấp một lượng máu lớn cho các bệnh nhân đang điều trị bệnh sốt xuất huyết. Để chuẩn bị cho chương trình, từ cách đây 3 tháng, các tình nguyện viên đã phải lên kế hoạch và tổ chức đi tuyên truyền, vận động đến từng khu phố, các trường đại học. Dự kiến trong 3 ngày, chương trình sẽ thu được tối thiểu 1.000 đơn vị máu. Thưa quý vị, có rất nhiều ý kiến của các nhà khoa học, chuyên gia văn hóa đã đưa ra tại buổi tọa đàm giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và tổ chức lễ hội Trọi Trâu Đồ Sơn Hải Phòng diễn ra vào sáng ngày 7 tháng 9 do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức. Trong đó, các chuyên gia đều ủng hộ tiếp tục tổ chức lễ hội.
Theo các nhà khoa học, lễ hội đã thỏa mãn được nhu cầu về tâm lý tín ngưỡng của người dân từ rất nhiều đời nay, cho nên không có lý do nào lại không ủng hộ nhân dân Đồ Sơn tiếp tục thực hiện lễ hội này. Sau sự cố trâu số 18 đã hút chết chủ trâu tại dòng loại lễ hội chọi trâu Đồ Sơn Hải Phòng vừa diễn ra vào đầu tháng 7, khiến dư luận bức xúc. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã phải vào cuộc thanh tra và tạm dừng lễ hội chọi trâu Đồ Sơn. Thế nhưng, trong buổi tọa đàm, rất nhiều ý kiến của các nhà khoa học, chuyên gia văn hóa đều nhất trí cho rằng cần trả lại lễ hội chọi trâu cho nhân dân, chứ không nên cấm lễ hội này. Người dân Đồ Sơn là chủ nhân của lễ hội, cho nên lễ hội đó tồn tại phát triển ra sao là do người dân đấy quyết định. Đấy. Và không được có một mệnh lệnh nào gọi là cấm lễ hội. Giải pháp chiến lược phải là xây dựng cái đề án đổi mới mô hình tổ chức lễ hội chọi trâu Đồ Sơn. Trong cái mô hình đổi mới ấy thì cái câu chuyện vai trò của cộng đồng và sử dụng đến mức cao nhất cái tri thức dân gian của người dân để công tác tổ chức quản lý nó tốt hơn. 16 ý kiến tại tọa đàm đều thống nhất tiếp tục lễ hội chọi trâu tại Đồ Sơn. Tuy nhiên, các ý kiến đều đưa ra là làm sao để lễ hội giữ được đúng giá trị văn hóa vốn có và tạo thành sản phẩm du lịch của Đồ Sơn. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban Nhân dân quận Đồ Sơn cần vận động không giết trâu, mổ trâu tại lễ hội ở các năm sau nếu tổ chức. Còn trước mắt tới đây, nếu tiếp tục tổ chức lễ hội chọi trâu thì cần có biện pháp kiểm soát chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, kiểm soát giá cả tại lễ hội. Hội chợ du lịch quốc tế thành phố Hồ Chí Minh là sự kiện thương mại du lịch được tổ chức thường niên tại thành phố Hồ Chí Minh. Cửa ngõ đến giới du lịch châu Á là chủ đề chính của hội chợ lần thứ 13 năm 2017, diễn ra từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 9 tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Sài Gòn, số 799 Nguyễn Văn Linh, Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Theo ban tổ chức, ITE SCMC 2017 thu hút sự quan tâm đăng ký tham dự của hơn 700 doanh nghiệp lữ hành quốc tế đến từ 40 quốc gia vùng lãnh thổ, cũng như là hàng trăm doanh nghiệp lữ hành, khách sạn resort của thành phố Hồ Chí Minh và 30 tỉnh thành trên cả nước. Hội chợ du lịch thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 13 sẽ giới thiệu những sản phẩm du lịch đặc trưng của Việt Nam và thành phố Hồ Chí Minh như du lịch nghỉ dưỡng, du lịch cao cấp, du lịch hội nghị, hội thảo, du lịch chữa bệnh, du lịch giáo dục, du lịch văn hóa. Ngoài ra, hội chợ còn tổ chức nhiều hội thảo về các vấn đề du lịch, tăng cường khả năng tương tác của người bán và người mua, chương trình giới thiệu và khảo sát điểm đến. Dự kiến hội chợ sẽ thu hút khoảng 35.000 lượt khách tham quan. Thưa quý vị, 3 ngày của tháng 9 tại thành phố Hồ Chí Minh và 3 ngày trong tháng 10 tại Hà Nội, quý vị sẽ có cơ hội thưởng thức các loại bia hảo hạng của Đức trong lễ hội bia Oktoberfest 2017 tại Việt Nam. Và đây là lễ hội bia được phía Đức tổ chức lớn nhất tại khu vực châu Á Thái Bình Dương. Giá vé trong 3 ngày khoảng 1.400.000 đồng đến 1.500.000 đồng. Khách mua vé sẽ được thưởng thức đồ ăn cho các đầu bếp hàng đầu chế biến và uống bia không giới hạn. Đồ ăn thức uống trong lễ hội đều mang đậm nét văn hóa truyền thống của vùng Bavaria như xúc xích Đức, bánh mì Brezen, bia lạnh. Năm nay, khách đến với lễ hội sẽ được thưởng thức 4-5 loại bia hảo hạng của Đức, tất cả đều là bia tươi. Và năm nay, Oktoberfest được tổ chức lần thứ 25 tại Việt Nam, kỳ vọng đón 8.000 khách tới tham dự. Năm 2016, sự kiện này đón khoảng 7.500 khách và tiêu thụ hết 15.000 lít bia. Thưa quý vị, dù giá bán cá tra Việt Nam ra thị trường tại Mỹ thì đã tăng, doanh nghiệp xuất khẩu vẫn lo ngại phía Mỹ có thể còn đưa ra thêm nhiều phán quyết bất lợi cho sản phẩm cá da trơn nhập khẩu vào nước này. Và theo ghi nhận của các doanh nghiệp, việc phía Mỹ kiểm tra 100% các lô hàng cá da trơn nhập khẩu đã đẩy chi phí tăng thêm khoảng 10%. Và hiện tại, mức giá cá tra Việt Nam tại Mỹ là khoảng 4 đô la Mỹ một ký, tăng hơn so với mức 3 đô la Mỹ một ký thời điểm cách đây gần 2 tháng. Các doanh nghiệp lo ngại về lâu dài, xuất khẩu thủy sản vào Mỹ vẫn đối mặt với nhiều rủi ro. Trong đó, đạo luật nông trại chỉ là một công cụ nhằm bảo hộ sản xuất trong nước của Mỹ. Hiện tại, Mỹ vẫn là thị trường lớn nhất, chiếm 22% thị phần xuất khẩu cá tra Việt Nam và cũng là thị trường có giá bán cao nhất. Việc Mỹ đưa ra các phán quyết bất lợi, nếu có, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tình hình tiêu thụ cá tra Việt Nam.
Thưa quý vị, với đặc điểm thịt thơm và dai, giàu dinh dưỡng, cá mú Nghệ là đặc sản được tiêu thụ tại các nhà hàng ở dạng cá sống và là mặt hàng xuất khẩu có giá trị kinh tế cao, nhiều người ưa chuộng. Và nắm bắt được xu thế này, một lão nông ở Khánh Hòa đã đào ao và nuôi cá mú Nghệ thương phẩm. Mỗi năm đem về cho gia đình ông số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Ông Ngô Tùng Tân, chủ nhân của ao nuôi cho biết, cá mú Nghệ có đặc tính phát triển nhanh, nuôi 24 tháng, cá lên tầm cỡ 15-18 kg, dài khoảng 70cm. Tuy nhiên, quá trình nuôi cũng không hề dễ dàng. Nuôi cá mú Nghệ phải vệ sinh, xử lý ao hồ cho thường xuyên và thật sạch. Cá chịu được mực nước ở độ sâu, phải cung cấp đủ lượng oxy. Hiện tại, ông có 4 hồ, lớn nhất là 5.000m², nhỏ nhất cũng 1.500m². Một năm bình quân bán khoảng từ 12 đến 18 tấn cá. Giá thương lái thu mua khoảng 270.000 đồng một ký. Thu nhập một năm đạt từ 4 đến 4 tỷ rưỡi. Với lợi thế và thiên nhiên ưu đãi, thời gian qua, cùng với việc phát triển công nghiệp và đô thị, tỉnh Bình Dương chú trọng đẩy mạnh phát triển nông nghiệp kỹ thuật cao. Những cách làm hay, mô hình hiệu quả xuất hiện ngày càng nhiều, hứa hẹn tạo ra những đột phá mới trong phát triển kinh tế xã hội. Và trong đó thì phải nhắc đến nông trại chuối Bạc Ngàn ở Dầu Tiến, Bình Dương cho sản lượng từ 15 cho đến 20 tấn mỗi hecta, tiêu thụ trong nước và vượt qua phạm vi các vùng miền. Và hiện nay trái chuối của Việt Nam đang được xuất khẩu sang các thị trường Nga, Hàn Quốc và Trung Đông. Đi một vòng quanh các vườn chuối Bạc Ngàn, dễ nhận thấy tất cả được trồng theo công nghệ hiện đại, kiểm soát tự động bằng máy tính, kết hợp phần mềm quản lý trang trại chuyên nghiệp của Israel, có khả năng điều khiển từ xa qua Internet để tưới nước và bón phân tự động, kiểm tra AC, pH và xử lý nước tưới, thông gió nhà kính, hiển thị và giải quyết sự cố. Quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức Đông Tây của truyền hình Hậu Giang. Tiếp tục chương trình sẽ là những thông tin nóng và đáng quan tâm về tình hình thế giới diễn ra trong 24 giờ qua. Siêu bão Ima tiếp tục tàn phá nhiều khu vực Caribe, số người thiệt mạng đã tăng lên con số 10. Cảnh báo nguy cơ tin tặc tấn công mạng lưới điện ở Mỹ và châu Âu. Hàn Quốc thông báo hoàn tất triển khai thác. Tiếp tục cập nhật thông tin về bão Ima, siêu bão mạnh nhất từng được ghi nhận trên đại tây dương, khu vực ngoài vùng Caribe và vịnh Mexico. Ngày hôm qua, sau khi tràn vào vùng biển Caribe và gây thiệt hại nặng nề tại các quốc đảo và vùng lãnh thổ ở khu vực này, tính đến thời điểm hiện tại, đã có ít nhất 10 người thiệt mạng do bão. Tại phần đảo St. Martin thuộc Hà Lan, bão đã phá hủy toàn bộ sân bay, cảng biển, khiến đảo bị cô lập và không thể tiếp cận được. Trong khi ở phần đảo thuộc Pháp, 95% cơ sở hạ tầng đã bị hủy hoại. Còn tại vùng lãnh thổ Puerto Rico thuộc Mỹ, hơn một nửa số hộ gia đình và doanh nghiệp tại đây đã phải sống trong cảnh mất điện do gió lớn đã phá hỏng hệ thống cung cấp điện. Dù bão Ima còn chưa đổ bộ vào đây, tính đến chiều ngày 7 tháng 9 theo giờ Việt Nam, tâm bão Ima cách thành phố San Susan trên đảo Puerto Rico khoảng 200 km về phía Tây Bắc, với sức gió lên tới 295 km một giờ. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, đe dọa vùng biển phía Bắc của Cộng hòa Dominica và Haiti. Thưa quý vị, ngoài Ima thì hiện có hai cơn bão khác đang hoạt động trên đại Tây Dương là Katia và Joe. Đây là lần đầu tiên trong 7 năm qua mới có hiện tượng 3 cơn bão hoạt động cùng lúc tại khu vực này. Dự báo khi đổ bộ vào bang Florida của Mỹ vào cuối tuần này, siêu bão Ima vẫn giữ cấp 4 trong thang bão 5 cấp và sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng. Hơn 6.000 binh sĩ thuộc lực lượng vệ binh quốc gia sẽ được triển khai. Ngày hôm qua, Bộ Nội vụ Pháp cho biết, cảnh sát nước này đã bắt giữ 3 đối tượng được cho là đang chuẩn bị thực hiện các vụ tấn công khủng bố, đồng thời đang điều tra một cơ sở tình nghi là nơi chế tạo bom gần thủ đô Paris của nhóm đối tượng nói trên. Vụ bắt giữ mới này đang làm dấy lên nghi vấn các đối tượng này có thể liên quan tới những phần tử cực đoan đã gây ra hai vụ tấn công lao xe ở Catalonia, Tây Ban Nha hồi tháng trước.
Theo Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gira Colom, sau khi lục soát một căn hộ ở vùng ngoại ô Villejuif phía nam của thủ đô Paris và phát hiện thuốc nổ TATB cùng với nhiều vật liệu chế tạo bom khác vào hôm ngày 6 tháng 9, cảnh sát đã bắt giữ 3 đối tượng với cáo buộc có liên quan tới khủng bố. Các đối tượng vẫn phủ nhận cáo buộc lên kế hoạch khủng bố và khẳng định số thuốc nổ kể trên chỉ đang chuẩn bị cho một vụ cướp ngân hàng. Tuy nhiên, theo thông tin điều tra ban đầu, những đối tượng này đã liên lạc điện thoại với các đầu mối tại Syria. Cũng trong hôm qua 7 tháng 9, ít nhất 7 toa trong đoàn tàu tốc hành Shaktipuri đang trong hành trình từ Kolkata đến Jabalpur đã bị trật khỏi đường ray ở huyện Sonbhadra, bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ. Rất may là không có trường hợp đáng tiếc nào trong vụ tai nạn này. Tuy nhiên, vụ tai nạn một lần nữa làm dấy lên sự lo ngại về vấn đề an toàn đường sắt ở Ấn Độ. Bởi đây đã là vụ tai nạn thứ 3 xảy ra trong chưa đầy một tháng này ở quốc gia Nam Á này. Theo giới chức địa phương, khi gặp nạn, đoàn tàu đang di chuyển với vận tốc 40 km/h. Do đó, toàn bộ hành khách trên chuyến tàu đều an toàn, không ai bị thương và đã được đưa lên các toa còn lại để tiếp tục hành trình. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra vụ tai nạn trên. Trước đó, hôm 19 tháng 8, đoàn tàu tốc hành Ukan đã bị trật khỏi đường ray, khiến 22 người thiệt mạng và 156 người bị thương. Sau đó 4 ngày, 100 người cũng đã bị thương khi 10 toa tàu của đoàn tàu tốc hành Kafijat trật khỏi đường ray sau khi đâm vào một xe tải. Trước đó, vào tối ngày 6 tháng 9, ít nhất 6 người thiệt mạng và 11 người bị bỏng khi quả bom xảy ra tại một tòa nhà 13 tầng đang trong quá trình xây dựng ở bang Maharashtra, miền Tây Ấn Độ. Các nhân chứng cho biết đã nghe thấy một tiếng nổ ga trước khi ngọn lửa bùng lên. Hiện nguyên nhân của vụ quả bom đang được điều tra. Một thông tin đáng chú ý trong lĩnh vực công nghệ gây lo lắng trên toàn cầu. Hãng bảo mật máy tính Symantec của Mỹ mới đây cho biết một nhóm tin tặc có tên là Dragonfly 2.0 đã xâm nhập các hệ thống kiểm soát mạng lưới phân phối điện ở Mỹ và châu Âu, qua đó làm dấy lên nguy cơ xảy ra mất điện nguy hiểm do điều khiển từ xa. Theo Symantec, nhóm Dragonfly 2.0 đã truy cập các hệ thống vận hành nhà máy năng lượng ở Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ và Thụy Sĩ. Thậm chí, nhóm có thể phá hoại và giành quyền kiểm soát những hệ thống này nếu muốn. Nhiều nhà phân tích an ninh mạng và chính phủ Mỹ cho rằng nhóm này có nguồn gốc từ Nga. Hãng bảo mật máy tính của Mỹ cũng cho biết Dragonfly 2.0 đã hoạt động được vài năm và luôn nhằm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng của phương Tây, tìm cách truy cập hệ thống máy tính thông qua hình thức gửi thư điện tử với vỏ bọc một công ty hợp pháp. Người nhận bị lừa tiết lộ mật khẩu, số tài khoản ngân hàng, số thẻ tín dụng hay số an ninh xã hội để có thể thiết lập một cổng vào bí mật. Thưa quý vị, tính đến thời điểm hiện tại đã có hơn 2.300 binh sĩ Mỹ hy sinh và hơn 17.000 người bị thương tại chiến trường Afghanistan. Tuy nhiên, giới chức Mỹ mới đây cho biết nước này sẽ tiếp tục điều thêm khoảng 3.500 binh sĩ tới Afghanistan trong khuôn khổ kế hoạch tăng cường sự hỗ trợ của Washington cho quân đội quốc gia Tây Nam Á này, nâng tổng số quân Mỹ tại Afghanistan lên khoảng 14.500 người. Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Joseph Dunford vừa tổ chức một cuộc họp kín với các thành viên Quốc hội Mỹ về chiến lược của Tổng thống Donald Trump đối với khu vực này. Tuần trước, Bộ trưởng Mattis tiết lộ ký sắc lệnh tăng cường quân số với Afghanistan, nhưng không tiết lộ chi tiết cụ thể vì cần báo cáo trước với Quốc hội. Lầu Năm Góc tuyên bố sẽ không bình luận về lượng binh sĩ tăng cường cho đến khi ông Mattis đưa ra thông báo chính thức. Chuyển sang tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị, ngày hôm qua, Hàn Quốc đã tổ chức diễn đàn đối thoại quốc phòng Seoul lần thứ 6 kéo dài 3 ngày, với sự tham dự của hơn 500 quan chức và chuyên gia an ninh đến từ 38 quốc gia. Tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đã trở thành chủ đề chính được đưa ra thảo luận tại diễn đàn. Trong bối cảnh Bình Nhưỡng vừa thử thành công bom H mà các nước cho rằng thực chất là một vụ thử hạt nhân mạnh nhất từ trước tới nay. Phát biểu tại lễ khai mạc, Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yong cho biết tình hình trong khu vực đã trở nên nghiêm trọng sau khi có tin Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa vào ngày 9 tháng 9. Theo Thủ tướng Lee, không ngoại trừ khả năng Bình Nhưỡng sẽ bắn tên lửa đến một vị trí xa hơn những lần trước nhằm khẳng định tên lửa đạn đạo của Triều Tiên có tầm bắn vươn tới lục địa Mỹ. Chúng ta đang ở trong một thời điểm rất nghiêm trọng
khi Triều Tiên không còn lâu nữa sẽ hoàn tất chương trình phát triển vũ khí hạt nhân. Do đó, chúng ta phải khẩn trương tìm kiếm các biện pháp kiên quyết để ngăn chặn điều này. Nhiều đại biểu tham dự đối thoại cũng kêu gọi các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ hơn nữa để gây sức ép với Bình Nhưỡng. Chúng tôi sẽ đứng về phía Hàn Quốc và cộng đồng quốc tế nhằm tìm ra hướng giải quyết cho các hành động mang tính khiêu khích của Bình Nhưỡng. Song, tôi cũng cho rằng đối thoại chưa bao giờ là quá muộn. Bên lề đối thoại, Bộ trưởng Quốc phòng Australia và người đồng cấp bên phía Hàn Quốc cũng đã có cuộc gặp để thảo luận cụ thể về tình hình trên bán đảo Triều Tiên. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo việc triển khai theo kế hoạch hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD đã được hoàn tất và gọi đây là một biện pháp khẩn cấp để đối phó với các mối đe dọa từ phía Triều Tiên. Thông báo trên được đưa ra ngay sau khi các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc vận chuyển thêm 4 bệ phóng tên lửa đánh chặn vào căn cứ mới của họ ở thị trấn Seongju, cách thủ đô Seoul khoảng 300 km về phía nam. Trước đó, khoảng 10 xe quân sự của Mỹ mang các trang thiết bị THAAD được xác nhận đã rời căn cứ không quân Osan, cách Seoul khoảng 70 km về phía nam, tiến về căn cứ ở thị trấn Seongju. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nêu rõ, Seoul sẽ tiến hành tham vấn với các nước láng giềng liên quan về vấn đề THAAD, ám chỉ Trung Quốc và Nga, những nước lâu nay vẫn phản đối mạnh mẽ việc triển khai hệ thống này. Với lý do sự có mặt của THAAD trên bán đảo Triều Tiên sẽ làm cho tình hình an ninh khu vực trở nên bất ổn hơn và mở rộng tầm ảnh hưởng quân sự của Mỹ. Thưa quý vị, một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định hủy bỏ chương trình trì hoãn hành động đối với những người nhập cư vào Mỹ khi còn nhỏ, gọi tắt là DACA, chính quyền 15 bang của Mỹ và quận Columbia đã cùng nộp đơn kiện chính quyền liên bang về việc này, bởi họ cho rằng chính phủ Mỹ đã có hành vi phân biệt đối xử với những người nhập cư gốc Mexico, chiếm 78% số người được DACA bảo trợ, đồng thời vi phạm nguyên tắc xét xử công bằng được quy định trong Hiến pháp Mỹ, cũng như gây thiệt hại cho cư dân, các thể chế và nền kinh tế của các bang này. Tham gia đơn kiện này có các bang New York, Massachusetts, Washington, Connecticut, Delaware, Hawaii, Iroquois, New Mexico, Carolina Bắc, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont và Virginia. Phát biểu với báo giới, Tổng chưởng lý bang New York, ông Eric T. Schneiderman khẳng định người nhập cư là nguồn sống của bang này. Ông nhấn mạnh những người này luôn tuân thủ pháp luật, đóng thuế đầy đủ và xứng đáng được ở lại nước Mỹ để cống hiến và thực hiện giấc mơ Mỹ của mình. Ngoài ra, ông Schneiderman cảnh báo việc bãi bỏ DACA sẽ gây tổn thất kinh tế to lớn cho New York. Trước đó, nhiều cuộc biểu tình cũng đã nổ ra nhằm phản đối quyết định này của Tổng thống Trump. Thưa quý vị, do nắng ráo xuất hiện trong nhiều ngày làm cho nhiệt độ tăng cao, ẩm độ không khí giảm, mặt đất bị đốt nóng mạnh mẽ, dẫn đến dòng khí bốc lên cao, ngưng kết và nhiều khả năng sẽ gây ra hiện tượng mưa dông kèm theo lốc xoáy, sấm sét trên toàn khu vực. Bên cạnh đó cũng dự báo sẽ xuất hiện sương mù vào lúc sáng sớm. Cụ thể tại khu vực Cần Thơ, Hậu Giang, ngày nắng gián đoạn, có lúc trời chuyển nhiều mây và rải rác có mưa nhờ mức nhiệt dịu lại. Các tỉnh ven biển như Bạc Liêu, Sóc Trăng, Kiên Giang cũng dự báo có mưa dông vào lúc chiều tối. Khu vực Vĩnh Long, Đồng Tháp, ngày nắng nhẹ, từ chiều cho đến đêm thì có mưa rải rác, nền nhiệt ổn định trong khoảng từ 24 cho đến 33 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý trong ngày. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Chương trình tin tức Đông Tây đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.